Thưa quý vị, trong điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn, những năm qua, Đà Nẵng đã đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng cường xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Qua đó đã góp phần quan trọng giúp nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của người dân thành phố và khu vực. Là bệnh viện hạng nhất tuyến cuối của thành phố, những năm qua, Bệnh viện Đà Nẵng luôn đi đầu trong việc đầu tư trang thiết bị và ứng dụng kỹ thuật y tế chuyên sâu vào khám và điều trị. Hiện nay, nhiều trung tâm kỹ thuật cao thuộc bệnh viện đang được thành phố đầu tư xây dựng. Đây là cơ sở quan trọng để đơn vị triển khai hiệu quả các kỹ thuật như ghép tế bào gốc, ghép thận được chuyển giao từ các đối tác quốc tế. Những dịch vụ kỹ thuật này nó làm nâng cao chất lượng điều trị của bệnh viện, cho nên nó giảm cái tỷ lệ mà bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên rất là nhiều. Đây là cái hiệu quả mà chúng tôi thấy rằng là chúng tôi sẽ tập trung trong những năm tới. Về tổng thể, 5 năm qua, hệ thống y tế từ bệnh viện tuyến thành phố đến y tế cơ sở đã được thành phố chú trọng đầu tư. Cùng với hệ thống y tế tư nhân được đầu tư ngày càng tăng, khi đến nay có 778 cơ sở giúp đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Việc xã hội hóa đã được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức khác nhau. Ngành y tế chúng tôi thì xã hội hóa bằng rất là nhiều cách. Thứ nhất là liên doanh liên kết để mà đầu tư trang thiết bị và liên doanh liên kết để mà xây dựng đầu tư cơ sở vật chất, thì đây là những cái nguồn mà có thể là để giúp cho cái ngành y tế có cái điều kiện để mà đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị nhằm đáp ứng được cái nhu cầu của đào tạo cũng như cái dịch vụ y tế. Thì viện trường chúng tôi để có những cái kế hoạch đầu tư những trang thiết bị hiện đại để đáp ứng được cái phát triển những dịch vụ mới. Cụ thể là cái siêu âm mà 4D để phục vụ cho vấn đề tầm soát những bệnh, những thai nhi trong quá trình mang thai. Nội soi tiêu hóa có chức năng tầm soát ung thư sớm. Trong danh mục nhu cầu đầu tư về lĩnh vực y tế giai đoạn 2021-2025 gửi Bộ Y tế, thì Đà Nẵng đề xuất có 7 dự án. Trong đó có 5 dự án đề xuất đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách theo hình thức đối tác công tư, xã hội hóa, liên doanh, liên kết. Với những chuyển biến tích cực trong thu hút đầu tư thời gian qua, hệ thống y tế tại Đà Nẵng sẽ ngày càng đồng bộ, hiện đại, bám sát định hướng đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu và hội nhập quốc tế, góp phần đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho người dân thành phố và các địa phương khu vực miền Trung.